Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ. Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên trung bình một tháng có khoảng 500 sản phụ sàng lọc trước sinh. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đầu tư máy đếm tải lượng virus. Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ tỉnh ta vẫn ở mức thấp. Bệnh viện mắt tỉnh, nhà vệ sinh xuống cấp. Trong mục thầy thuốc và người bệnh tuần này là những điều cần biết về bệnh hạ canxi máu. Mục cẩm nang y học là bài thuốc giải độc gan. Lãng phí thiết bị tại một số trạm y tế xã ở huyện Mỹ Hào sẽ là phóng sự trong mục câu chuyện y tế. Trước tiên là những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 95 ngày 13 tháng 8 yêu cầu các sở ngành liên quan thực hiện nghiêm chỉ thị số 17 ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Mục đích yêu cầu của kế hoạch 95 là quán triệt và nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại theo nội dung chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ. Các ngành y tế, công an, công thương, thông tin truyền thông cần phối hợp quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, xử lý nghiêm các vi phạm và công khai thông tin các tổ chức cá nhân vi phạm. Theo thống kê của Khoa Hỗ trợ Sinh sản và Sàng lọc Trước sinh, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, trung bình một tháng có khoảng 400-500 thai phụ thực hiện sàng lọc trước sinh nhằm phát hiện sớm các bất thường của thai, từ đó có sự can thiệp và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện của thai nhi. Khám sàng lọc trước sinh là việc sử dụng các biện pháp thăm dò đặc hiệu trong thời gian mang thai để chẩn đoán xác định các trường hợp bệnh do rối loạn di truyền nhiễm sắc thể ở thai nhi như hội chứng Down, hội chứng Ewart, hội chứng Patau, dị tật ống thần kinh. Thời gian lý tưởng để thực hiện sàng lọc trước sinh là tầm soát 3 tháng đầu của thai kỳ, tốt nhất là từ 12 tuần, tầm soát 3 tháng giữa của thai kỳ, tốt nhất là từ 16 tới 18 tuần bằng các phương pháp xét nghiệm máu của mẹ, siêu âm thai và chọc ối, kỹ thuật mới được bệnh viện triển khai trong tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, kỹ thuật này chỉ được chỉ định thực hiện đối với thai phụ có nguy cơ cao bất thường về di truyền. Việc khám sàng lọc trước sinh không mất nhiều thời gian và không tốn kém, giúp sản phụ có thể biết được chính xác đến 95% thai nhi của mình khỏe mạnh hay không. Từ đó, để phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh tật, rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh, giúp trẻ sinh ra bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất, trí tuệ. Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh đã được đầu tư hệ thống máy real-time PCR để đo tải lượng virus và triển khai kỹ thuật này hỗ trợ điều trị viêm gan B, C và HIV. Tải lượng virus là đo nồng độ virus trong máu. Đây được cho là biện pháp rất quan trọng khi bắt đầu điều trị kháng virus, đặc biệt là trong điều trị viêm gan B, C, HIV. Dựa vào các kết quả đếm tải lượng virus, các bác sĩ sẽ theo dõi và chẩn đoán tình trạng của bệnh nhân tốt hơn, đánh giá hiệu quả quá trình điều trị để có thể có được những phác đồ tốt nhất. Đồng thời, bệnh viện cũng đã đầu tư máy chụp X-quang kỹ thuật số cho độ chính xác cao hơn và cho kết quả nhanh hơn nhiều so với kỹ thuật chụp X-quang thông thường. Việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại đang mang lại hiệu quả cao cho công tác chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện. Mặc dù sữa mẹ là thực phẩm hoàn hảo nhất cho trẻ 6 tháng đầu đời, tuy nhiên ở tỉnh ta chỉ có hơn 18% phụ nữ cho con bú hoàn toàn trong giai đoạn quan trọng này. Theo các chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh, tình hình nuôi con bằng sữa mẹ hiện nay ở mức rất thấp, chỉ từ 18-19%, thấp hơn tỷ lệ của cả nước là 19,6% và có sự chênh lệch giữa các địa phương. Nhận thức của bà mẹ về vai trò của sữa mẹ có vẻ tăng lên, nhưng trên thực tế, việc thực hành cho bú sớm hay bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu trong một số năm gần đây không có cải thiện, không tăng lên, thậm chí là giữ nguyên. Nguyên nhân chính là do nhiều bà mẹ còn thiếu kiến thức và thực hành cho con bú sớm, bú đúng cách. Bên cạnh đó, các phụ huynh cũng nhận thức không đúng và cho rằng thay sữa mẹ bằng sữa ngoài cũng tốt, nên không cho con bú sữa mẹ liên tục. Ở những vùng kinh tế còn khó khăn, các bà mẹ không có tiền mua sữa ngoài mà chỉ có sữa mẹ. Do vậy, tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ cao hơn ở khu vực thành thị. Các mẹ làm việc tại những khu công nghiệp cũng phải đi làm sớm hơn, nên đã chọn sữa ngoài cho con mình.
nhà vệ sinh bẩn, xuống cấp, không đảm bảo nhu cầu của người bệnh là thực trạng đang diễn ra tại Bệnh viện Mắt tỉnh. Bệnh viện Mắt tỉnh mỗi ngày khám chữa bệnh cho từ 30 tới 40 bệnh nhân. Bệnh viện có khu khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú 4 tầng, mỗi tầng có một khu vệ sinh chung cho người bệnh tới khám và cán bộ y bác sĩ của bệnh viện. Tuy nhiên, các khu vệ sinh này đã xuống cấp nghiêm trọng, trên tường bong chóc, rêu mốc, một số hạng mục đã hư hỏng, sàn đọng nước không đảm bảo vệ sinh. Điều này gây bất tiện cho bệnh nhân tới viện khám chữa bệnh, rất cần được bệnh viện sớm có biện pháp khắc phục. Thưa quý vị và các bạn, đột nhiên người thân của bạn bị tê khắp các đầu ngón chân, tay, co quắp toàn cơ thể, kèm theo khó thở. Rất có thể người thân của bạn đang bị hạ canxi máu. Vậy hạ canxi máu là gì và cần xử trí thế nào khi có người thân bị hạ canxi máu? Để giải đáp những thắc mắc này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thanh Vân, trưởng khoa thần kinh nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Xin chào bác sĩ ạ. Xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về chứng hạ canxi máu ạ. Trong cơ thể con người thì lượng canxi chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể. Lượng canxi này chủ yếu tập trung ở xương, ở răng, chỉ có 1% lượng canxi nằm ở trong dịch tự do ngoài tế bào, trong máu. Thì trong cái lượng cái canxi tự do này thì có 50% là tự do trong huyết tương ở dạng tự do, còn 50% gắn với các protein. Thế và cái nồng độ canxi trong máu thường ở duy trì mức bình thường là 2,2-2,6 mmol/L. Cái canxi nó có vai trò rất lớn trong cái hoạt động thần kinh cơ. Vì thế cái thay đổi nồng độ canxi dù rất là nhỏ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái hoạt động của thần kinh cơ. Và tùy cái mức độ mà hạ canxi cũng như là cái mức độ, cái tốc độ hạ canxi mà gây ra các cái biểu hiện triệu chứng ở các cái mức độ khác nhau. Có thể nhẹ từ cái mức độ bệnh nhân chỉ có đau mỏi cơ toàn thân đến là tê bì, chuột rút, rồi có cái biểu hiện co cứng cơ vùng mặt. Bệnh nhân có thể có các cái dị cảm ở vùng mặt, ở môi, tê bì, tê ở môi, tê đầu ngón tay, ngón chân. Ngoài ra thì có các cái biểu hiện rối loạn, lo âu, hốt hoảng, kích thích, rồi đau bụng và nguy hiểm hơn là các cái biểu hiện co thắt các cái cơ ở đường hô hấp. Gây ra khó thở, thở dít và nguy hiểm nhất, để nặng nề nhất là cái rối loạn thần kinh cơ tim và dẫn đến rối loạn nhịp tim. Thưa bác sĩ, vậy nguyên nhân gây ra chứng hạ canxi máu là gì ạ? Hạ canxi là một triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau, hay gặp trong các cái bệnh lý mãn tính, bệnh lý của cầu thận, ống thận, suy thận mạn, một số các cái bệnh lý ung thư, ca tuyến giáp, rồi ca tuyến cận giáp, một số cái bệnh như là viêm tụy, ở một số bệnh nhân có các cái biểu hiện suy nhược cơ thể, giảm một số các cái giảm protein máu, giảm vitamin D, rồi là giảm magie, đặc biệt ở những bệnh nhân nghiện rượu lâu ngày. Hạ canxi còn có thể gặp ở những cái bệnh nhân suy nhược cơ thể, rồi trong các cái trường hợp mà canxi do mình cung cấp không đầy đủ, bệnh nhân cái chế độ ăn ít canxi, rồi những cái bệnh nhân khi nhu cầu canxi cao cũng gây, ví dụ như là ở cái tuổi dậy thì, tuổi phát triển, phụ nữ mang thai vân vân, những cái nhu cầu canxi cao mà cung cấp không đầy đủ thì sẽ dẫn đến thiếu canxi. Thế ngoài ra còn khi sử dụng một số các cái thuốc kéo dài, ví dụ như thuốc lợi tiểu, một số kháng sinh có thể gây đến tình trạng hạ canxi máu. Thưa bác sĩ, vậy chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào khi có người bị hạ canxi máu ạ? Bệnh nhân rất là khó chịu, có thể hốt hoảng, lo lắng, thì để cho bệnh thật bình tĩnh, để bệnh nhân ở những chỗ yên tĩnh, thoáng mát. Sau đấy tùy mức độ chúng ta có thể cho bệnh nhân uống canxi, nếu như có uống sữa. Và khi có những cái biểu hiện triệu chứng nặng thì cần phải khẩn trương đến ngay cơ sở y tế để được khám, được chẩn đoán và điều trị theo dõi cụ thể. Thì tại các cơ sở y tế thì bệnh nhân sẽ phải, như ở bệnh viện của chúng tôi thì bệnh nhân sẽ phải được đánh giá, xem mà đánh giá các triệu chứng, được khám xét cẩn thận và được xét nghiệm để đánh giá xem cái mức độ như thế nào và bù canxi. Xin mời bác sĩ sẽ cho quý vị khán giả những lời khuyên để phòng ngừa chứng hạ canxi máu. Ở những bệnh nhân có nguy cơ hạ canxi, có tiền sử hạ canxi thì cần phải tư vấn cho bệnh nhân thứ nhất là cái thuốc bù canxi, vitamin D, để cho bệnh nhân có thể là ở nhà thì mình có thể dùng đường uống thôi. Thế và có cái chế độ ăn phù hợp, giàu canxi, ví dụ như là ăn nhiều tôm, cua, ốc, vừng,
các loại rau, rau ngót, uống sữa là những thực phẩm rất giàu canxi. Thứ hai nữa là giảm cái cà phê và rượu nếu như bệnh nhân có thói quen uống cà phê và rượu. Thứ ba nữa là bệnh nhân cần phải được tắm nắng, tiếp xúc với nắng cũng là một cái nguồn cung cấp vitamin D để tăng cường cái giảm cái mức độ cái triệu chứng hạ canxi bệnh nhân. Vì trong những bệnh nhân những bệnh nhân hạ canxi thường là phối hợp thiếu vitamin D. Tiếp nữa là cần phải hướng dẫn cho bệnh nhân có một cái chế độ ăn đầy đủ hợp lý, điều độ. Và cuối cùng là bệnh nhân cần phải thường xuyên được đến khám định kỳ ở các cơ sở y tế, bởi vì được xét nghiệm kiểm tra và cần phải đến ngay cơ sở y tế khi có các cái vấn đề về sức khỏe để được tư vấn điều trị và có cái chỉ định dùng thuốc canxi hợp lý. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, gan là một trong những bộ phận quan trọng khi đóng vai trò như là nhà máy lọc chuyển hóa các chất nuôi dưỡng cơ thể. Sử dụng nhiều rượu bia, chất kích thích, ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ là những lý do phổ biến gây nên tình trạng chức năng gan bị suy giảm, khiến cho các độc tố tích tụ ngày càng nhiều, ảnh hưởng trực tiếp tới gan cũng như toàn bộ cơ thể. Trong mục Cẩm nang y học số này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Đường, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền sẽ gửi tới quý vị bài thuốc đông y có tác dụng giải độc mát gan, thanh nhiệt cơ thể. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu một cái bài thuốc đơn giản để chúng ta điều trị cái chứng huyết nhiệt cũng thường gây nên các cái tình trạng có thể là mẩn ngứa đối với người bệnh. Với cái chứng huyết nhiệt này thì thường thì cái phép điều trị người ta là thường nếu mà do thực nhiệt thì người ta dùng các cái biện pháp là thanh nhiệt giải độc. Thế một cái bài cụ thể mà thường được sử dụng là ngũ vị tiêu độc ẩm, gồm có cái vị sinh địa là có tính chất là bổ huyết, nương huyết, hoạt huyết. Hai là vị huyền sâm thì cũng có tác dụng là đương huyết, hoạt huyết. Ngày thường dùng 10 đến 12 gram. Cúc hoa 10 gram. Tác dụng của cúc hoa là có tính chất là thanh can. Vị thứ tư là kim ngân hoa. Thuốc này có tính chất là thanh nhiệt, giải độc, dùng 10 gram. Vị thứ năm là bồ công anh. Bổ công anh 10-15 gram có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Chúng ta có thể nhận biết thêm một số những cái vị thuốc mà thường dùng trong các cái chữa một số các bệnh về gan, tác dụng thanh nhiệt giải độc rồi thì nội mật. Ví dụ như là nhân trần, chi tử tác dụng thanh can nhiệt tốt. Chi tử là cái quả của cây dần dần. Rồi khổ cục ly, thanh nhiệt từ thấp lợi tiểu. Khi đã là thuốc thì chúng ta cũng không thể là dùng hàng ngày như các cái loại thực phẩm khác. Vì khi ta dùng, ví dụ như là một số người thì thấy bảo là cái diệp hạ châu nó tốt lắm, thế là chúng ta cứ thế chúng ta dùng. Thế dùng thì dùng nhiều thời gian thì nó sẽ phạt đi cái chính khí của cơ thể, nó cũng không tốt. Thế rồi thì kể cả nhân trần bây giờ nó cứ thanh nhiệt giải độc mãi mà cơ thể mình nó không. Thế cơ thể mình cứ bị cái thanh nhiệt mãi thì không thể nào nó sẽ phạt cái phần chính khí của cơ thể đi. Đã là thuốc thì chúng ta dùng nó phải có liều lượng, có chu kỳ. Và khi nó có những cái biểu hiện không tốt, ví dụ như là người mệt mỏi, rồi thì mẩn ngứa, rồi các cái tình trạng như ngộ độc thức ăn, ngộ độc rượu, thì chúng ta nên đến các cái cơ sở y tế để chúng ta đánh giá cái tình trạng tổn thương. Từ đó chúng ta sẽ có những cái chẩn đoán xác định và chúng ta điều trị một cách nó hiệu quả. Còn chúng ta cứ tự ý đi
điều trị, dù rằng chúng ta nghĩ rằng cái thuốc đông dược, thuốc nam nó không độc hại gì, nhưng nếu chúng ta dùng không đúng nó cũng gây hại cho cơ thể. Trạm y tế là tuyến đầu trong khám chữa bệnh ở cơ sở, nhưng vì nhiều lý do, các trạm vẫn chưa phát huy được hết vai trò. Trong đó, phải kể đến sự lãng phí thiết bị y tế đã được đầu tư hơn 2 năm nhưng chưa hề được sử dụng. Phóng sự thực hiện tại một số trạm y tế xã của huyện Mỹ Hào. Theo chỉ thị số 01 CTUBND ngày 4 tháng 2 năm 2015, về việc đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020, đồng thời tránh tình trạng quá tải trong khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế tuyến trên. Từ năm 2016, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được trang bị một số thiết bị nhập từ nước ngoài khá hiện đại. Tuy nhiên, tần suất sử dụng các thiết bị này đang rất khiêm tốn, thậm chí có thiết bị chưa một lần sử dụng. Khảo sát tại trạm y tế xã Bạch Sam, một trong 4 trạm y tế của huyện Mỹ Hào được đầu tư máy siêu âm. Điều đầu tiên dễ nhận thấy là cơ sở hạ tầng của trạm còn rất hạn chế. Mọi hoạt động diễn ra trong 4 gian phòng nhỏ. Khi được hỏi đến những trang thiết bị y tế được sử dụng ở đây như thế nào, nhóm phóng viên được bác sĩ trạm trưởng dẫn đến kho thuốc. Rất nhiều thiết bị y tế vẫn nguyên trong hộp, như bộ dụng cụ khám răng, bộ đo huyết áp, bộ đo đường huyết. Theo lời vị trưởng trạm thì duy nhất một lần chiếc máy siêu âm được bỏ ra để thực hành khi bác sĩ của trạm được hướng dẫn cách sử dụng, sau đó cất đi. Cho đến nay, đã 2 năm, chiếc máy này vẫn nằm trong hộp. Chúng tôi cũng được cấp một số cái trang thiết bị máy móc như máy siêu âm hoặc máy đo đường huyết, các thứ, nhưng mà chúng tôi hiện nay là vẫn phải để đấy vì không có phòng chức năng để hoạt động. Đấy, cho nên là chúng tôi rất là chật chội, cho nên là cũng phải đợi đến khi nào có trạm mới thì lúc bây giờ chúng tôi mới hoạt động được. Tình trạng này cũng diễn ra ở trạm y tế xã Ngọc Lâm. Trong gói thiết bị được cấp gồm 13 thiết bị, thì có đến 12 thiết bị nằm trong kho, duy nhất có chiếc máy vi tính là được mang ra sử dụng. Theo lời những nhân viên tại đây, những thiết bị y tế này không được sử dụng vì trạm cũng không có bệnh nhân. Máy siêu âm được mang ra sử dụng vài lần thì hỏng, gọi bảo hành sửa chữa không được, nên trạm đành cho vào hộp cất trong kho. Số phận của những thiết bị y tế được đầu tư tại trạm y tế xã Phan Đình Phùng, thị trấn Bần cũng vậy. Những chiếc cáng bám đầy bụi bẩn, thậm chí là hoen rỉ, chiếc ghế làm răng, bộ dụng cụ khám răng, máy siêu âm, đèn chiếu cũng nằm im trong hộp từ khi được mang về trạm tới giờ. Về vấn đề cả bên trên nữa, về cả cung cấp, về cái đấy như anh nói về vấn đề về vật tư là cái yếu tố quan trọng. Ai cung cấp vật tư và được cung cấp máy như thế thì cũng muốn đáp ứng, mua cái gì phục vụ đến bà con, nhưng mà còn phụ thuộc. Được biết, mỗi gói thiết bị y tế tỉnh đầu tư cho các trạm có giá trị khoảng trên 100 triệu đồng đang bị lãng phí tại nhiều xã trong tỉnh. Có nơi thiết bị đắp chiếu, có nơi có thiết bị nhưng không có bệnh nhân để dùng. Có nơi có thiết bị nhưng thiếu vật tư đi kèm cho nên không thể hoạt động. Nhiều nơi thiết bị y tế không được bảo dưỡng, bảo trì làm mất đi độ chính xác, ảnh hưởng chất lượng khám chữa bệnh, gây tâm lý không tin tưởng khi đến khám chữa bệnh ở các trạm y tế. Thực ra mà nói, nếu mà để mà nói đến cái bệnh khó thì phát hiện nó cũng rất là khó, kể cả tuyến trên thế. Thế nhưng mà những cái bệnh thông thường, mà những cái bệnh mới thì cũng có thể là các cô cũng phát hiện được. Thế nhưng mà theo những cái cảm giác của tôi thì những cái bệnh mà mình cảm giác mà mình phải đi khám tuyến trên thì tôi cũng vẫn hơi là thường đi khám ở tuyến trên. Một trong những nguyên nhân gây nên thực trạng lãng phí thiết bị y tế ở các trạm là do thiếu bác sĩ, nguồn nhân lực bố trí chưa phù hợp, cơ sở vật chất hạn chế. Để khắc phục tình trạng này, ngành y tế cần khảo sát, điều chuyển trang thiết bị chưa sử dụng hiệu quả ở các trạm, tổ chức đào tạo, tập huấn, tăng cường đưa bác sĩ về tuyến cơ sở, đẩy nhanh việc triển khai mô hình bác sĩ gia đình, đầu tư đồng bộ trang thiết bị y tế xã theo nguyên tắc ưu tiên nơi cần và có đủ nhân lực. Có vậy, việc đầu tư trang thiết bị y tế cho tuyến cơ sở mới không gây lãng phí tiền của nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và đời sống tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.